cử tri xã Lộc An, huyện Long Thành kiến nghị, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Tuyến đường hẻm khu tái định cư bề ngang 4m là quá nhỏ, kiến nghị được mở rộng. Hệ thống đèn điện chiếu sáng dọc các tuyến đường trong khu tái định cư có chỗ cháy sáng và chỗ tối, đề nghị khảo sát điều chỉnh đèn điện chiếu sáng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh ra soát, kiểm tra, báo cáo cụ thể như sau. Đối với dự án thành phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn đã thi công hoàn thành. Đối với các tuyến đường có bề rộng mặt đường một chiều 4m hoặc 5m, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tăng bề rộng mặt đường một chiều 4m hoặc 5m lên 6m. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xây dựng, sẽ tổ chức thi công mở rộng các tuyến đường hẹp này. Đối với dự án thành phần xây dựng các công trình xã hội, khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn có 11 công trình như trường mầm non, chợ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, v.v. Ban quản lý dự án tỉnh đang đốc thúc để triển khai, dự kiến hoàn thành các công trình này trong quý 2 năm 2023. Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri ở thành phố Biên Hòa phản ánh việc cấp phát thuốc cho người đi khám bệnh tại Bệnh viện Đồng Nai còn thiếu nhiều loại do việc đấu thầu thuốc hiện nay vướng mắc. Đề nghị tỉnh có cơ chế đấu thầu hợp lý để bệnh viện đảm bảo cơ số thuốc cấp phát cho người khám bệnh bảo hiểm y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế rà soát, kiểm tra, báo cáo cụ thể như sau. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nói riêng và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nói chung đang thực hiện việc mua sắm và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế theo các hợp đồng của kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021-2022. Các hợp đồng này có hiệu lực mua thuốc đến hết tháng 12 năm 2022 và danh mục trúng thầu đáp ứng công tác điều trị, nên về cơ bản tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện không xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, nên một số thuốc ngoại nhập chưa được nhập kịp thời. Một số thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp, số lượng sử dụng ít nên không có công ty nào cung ứng. Sở Y tế đã có văn bản báo cáo và đề xuất Bộ Y tế xem xét xử lý.